Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn Emmy nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Minh. Dạ em chào anh Thái. Mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái như đang xem clip của em ha. Thì trước hết xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Rất mong clip hôm nay cũng được sự ủng hộ của chú anh chị. Em vô mã đầu tiên, cây số 1 là cây tím tiết của chú anh chị. Siêu bông của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 56, chiều cao là 60. Hoành là hoành 14, mã số 1, tím tiết. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 270.000. 270.000 cho mã số 1. Em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha. Phun bông rực rỡ. Tiếp em lên cho mình mã số 2. Ngũ sắc. 5 màu thái của anh chị em, gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phất hồng. Tán ngang cây này em đo là 55. Chiều cao là 77. Hoành là hoành 14. Nó bị lột da nhẹ của chú chị, nhưng mà không ảnh hưởng tới cây ha. Mã số 2, cây này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 2. Tiếp em lên cho mình mã số 3, một cây ghép nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 69. Hoành là hoành 15. Mã số 3, cây này em xin giao lưu mức giá là 260.000. Cây này gồm có tím tiết là 1, tiểu độ là 2, hồng tiết là 3, tím pháp là 4, trắng tiết là 5. 260.000 cho mã số 3. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Cây đế sổ cao của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 55. Chiều cao là 84. Hoành là hoành 14. Mã số 4, cây này em xin giao lưu mức giá là 280.000. Cây này gồm có hồng tiết, tím tiết, hồng gân, đỏ rét bia, tím lửa màu cà. Siêu bông của anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã số 5. Một màu, đỏ rét bia. Tán ngang cây này em đo là 53, chiều cao là 68. Hoành là hoành 17, mã số 5. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 5. Tiếp em lên cho mình mã số 6. Một cây tiểu độ của anh chị em. Cây một cốt đang phun bông. Tán ngang cây này em đo là 59. Chiều cao là 1 m. Hoành là hoành 10. Mã số 6, cây này em xin giao lưu giá là 250.000. 250.000 cho mã số 6. Cây rất đẹp của anh chị em. Tiếp thêm lên cho mình mã số 7. Tán ngang cây này em đo là 77. Chiều cao cũng 77. Hoành là hoành 14. Cây này cũng lột da nhẹ của chú anh chị, nhưng mà không ảnh hưởng ha. Mã số 7, cây này em xin giao lưu với mức giá là 250.000. 5 màu thái quý anh chị em. Dạ, 250.000 mã số 7. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Đỏ rất là da, trắng tiết, vàng thái. Tán ngang cây này em đo là 55. Chiều cao là 95. Hoành em đo vị trí là hoành 18 ha. Mã số 8, cây này em xin vô luôn giá là 330.000. 330.000 cho mã số 8. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Tán ngang cây này em đo là 59. Chiều cao là 82. Hoành là hoành 14. Mã số 9, cây này em xin giao lưu mức giá là 260.000. Phun bông không thấy lá của anh chị em, gồm có tím lửa màu cà và tím tuyết. Tiếp em lên cho mình mã số 10, cây tím bướm. Tím bướm và trắng tuyết hai màu của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 76. Hoành là hoành 21, mã số 10. Cái này em xin giao lưu mức giá là 350.000.
350.000 cho mã số 10. Tiếp em lên cho mình mã 11. Cẩm thạch đúng cho em. Tán ngang cây này em đo là 65. Chiều cao là 1m. Hoành là hoành 13. Mã 11, cây này em xin giao lô mức giá là 350.000. Đế như con rắn à. 350.000 cho mã. Gồm có bà lai can, cẩm thạch tím siêu bông và cẩm thạch tím tuyết của anh chị em. Đơn giản ba màu nhưng rất đẹp nha. Tiếp em lên cho mình mã 12. Một cây mandarin. Hoa đổi màu của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 56. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 13. Mã 12. Cây này em xin giao lô mức giá là 350.000. 350.000 cho mã 12. Tiếp em lên cho mình mã 13. Tiếp tục là một cây cẩm thạch nhiều màu anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 96. Hoành là hoành 22. Mã 13. Cây này em xin giao lô mức giá là 480.000. Gồm có đỏ rất vi da lá cẩm thạch 1, Sagra và lai can 2, tinh tím siêu bông là 3, hồng là 4, trắng là 5. Tím tuyết là 6 anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 14. Một màu trắng tinh khiết. Trắng tuyết của anh chị. Tán ngang cây này em đo là 72. Chiều cao là 75. Hoành là hoành 12. Nó bị cũng lột nhẹ ngay cổ ha của chú anh chị. Mã 14, cây này em xin cho luôn giá là 250.000. Tiếp em lên cho mình mã 15. Tán ngang cây này em đo là 53. Chiều cao là 95. Hoành là hoành 14. Mã 15, cây này em xin cho luôn giá là 300.000. Cây này gồm có hồng lửa là 1, đỏ rất vi da là 2, tiểu ấn độ là 3, tím lửa màu cà là 4 của anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã số 16. Trắng lửa của anh chị. Tán ngang cây này em đo là 67, chiều cao là 67 luôn, hoành là hoành 11. Mã 16, cây này em xin giao luôn giá là 250.000. 250.000 cho mã 16. Trắng lửa và trắng tuyết khá là giống nhau anh chị em. Trắng lửa thì cánh hoa nó nhỏ hơn. Tiếp em lên cho mình mã 17. Cây form rất đẹp ha. Tán ngang cây này em đo là 74. Chiều cao là 1m04. Hoành 15. Mã 17, cây này em xin giao luôn với mức giá là 360.000. Trắng tuyết đỏ rất bi da, hồng tuyết. Mandarin của anh chị em. 360.000 cho mã 17. Tiếp em lên cho mình mã 18. Cây đế rất là cao anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 78. Chiều cao 1m15. Hoành 20. Mã 18, cây này em xin giao lưu với mức giá là 480.000. Nơm đế cao anh chị em, đo số đế. Cây này giống như cái đuôi con gà trống á. Số đế cây này em đo là 62 ha. Cây này gồm có tím lửa màu cà là 1, đỏ rất vi da là 2, trắng lửa là 3, tím tuyết là 4. 480.000 cho mã 18. Hồng tuyết là 5 của anh chị em. Nói chung là 5-6 màu á. Tiếp em lên cho mình mã 19. Một màu trắng tinh khiết. Trắng tuyết. Rực rỡ hoa. Tán ngang cây này em đo là 68. Chiều cao là 1m12. Hoành 14. Mã 19, cây này em xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã 19. Full bông à. Tiếp em lên cho mình mã 20. Tiếp tục vẫn là một cây trắng tuyết của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 85. Hoành 17. Mã 20, cây này em xin giao lưu với mức giá là 300.000. 300.000 cho mã 20. Cuối clip em lên cho mình mã 21.
một cây tím lửa màu cà của anh chị em, cây siêu lực luôn. Hoa rực rỡ, không thấy lá luôn. Tán ngang cây này em đo là 76, chiều cao là 82. Hoành em đo vị trí này là hoành 30 ha. Mã 21 cây này em xin Zalo mức giá là 750.000. 750.000 cho mã 21. Rất là to anh chị em. Form tàn, siêu đặc. Và mã 21 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip cũng cảm ơn Thái, cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem cái kênh Thái như xem cái clip của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em mi nha.